2019-2020 đến đây là kết thúc. Thay mặt nhà trường, xin chân thành cảm ơn các lãnh đạo, chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành, ban đại diện các học sinh cùng toàn thể quý thầy cô và các em học sinh đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Ngay sau đây xin mời các em học sinh sẽ nán lại sân trường, để chúng ta tham gia hội thi thời trang tái chế. Xin kính mời quý phụ huynh của khối lớp 6, 7, 8 và lớp 10 sẽ di chuyển đến phòng học để họp cha mẹ học sinh theo thư mời. Xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu sẽ tiến lên sân khấu để chụp hình lưu niệm với nhà trường. Và nhà trường cũng sẽ được gửi lời cảm ơn đến Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành, Hội đồng quản trị, Hội cha mẹ học sinh, Công ty du học City Education, Hội phụ học sinh với thư ký Sài Gòn, nhóm trước cổng trường tôi và ngân hàng Thiên Lộc chi nhánh Bình Dương đã gửi lãng hoa chúc mừng đến lễ tổng kết của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Thầy xin mời tất cả các học sinh chúng ta và ngồi lại vị trí của mình nha. Để sau phần tổng kết này chúng ta sẽ có một phần chung kết thời gian tái chế để tất cả các em học sinh, những người giáo viên chủ nhiệm các lớp chúng ta hội đồng các học sinh ổn định, sau đó chúng ta di chuyển vào học buổi học sinh. Thầy xin lại tất cả các em học sinh chúng ta và ngồi vị trí của thầy nha. Để chụp hình lưu niệm cùng với nhà trường.